Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong bộ mặt nông dân, nông thôn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng trưởng đạt hơn 3,6% một năm, khoảng 95% diện tích đất áp dụng cơ giới hóa. Đó là những thành tựu và động lực để nông nghiệp Đà Nẵng tiếp tục phát triển trên chặng đường mới. Sau 5 năm, Đà Nẵng đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 200 hectare đất lúa màu kém hiệu quả sang các loại cây trồng kinh tế cao hơn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 4 tỷ đồng. Với nỗ lực tập trung xác định sơ đồ ranh giới vị trí và lập nhiệm vụ quy hoạch đối với các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố đã phê duyệt sơ đồ ranh giới vị trí tại Hòa Ninh 140 hectare, Hòa Phú 24,5 hectare, Hòa Khương 26,1 hectare, vùng chăn nuôi Hòa Khương 10,9 hectare và đề cương nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với vùng Hòa Khương, Hòa Phú, từng bước phân bổ và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với cái diện tích đất đai của thành phố Đà Nẵng và cái điều kiện tự nhiên như Đà Nẵng thì cái hướng mà chọn cái nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì tôi nghĩ đây là một hướng tất yếu. Bởi lẽ là nông nghiệp công nghệ cao thì người ta đã ứng dụng tất cả những cái công nghiệp tiến bộ nhất, mới nhất, khoa học nhất. Cái hàm lượng và chắc chắn trong đó nó rất là cao, cho nên nó cái mới với kỳ vọng là tạo ra một cái đột biến về sản lượng và chất lượng, thì đáp ứng cái nhu cầu ngày càng đòi cao của cái người tiêu dùng, đồng thời là nó đáp ứng được cái nền nông nghiệp phát triển bền vững. Nhờ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nên nông nghiệp Đà Nẵng từng bước phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị gia tăng, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng ngành. Cùng với đó, thông qua nhiều chính sách khuyến khích đầu tư mà 43 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch đã và đang vận hành hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương cũng như từng bước chinh phục thị trường bằng chất lượng sản phẩm. Các vùng lúa hữu cơ, các chuỗi liên kết hợp tác xã nông nghiệp là một điển hình. Thì nông nghiệp hữu cơ có thể nói đây là một cái hướng đi rất là đúng, và trong tương lai thì chúng ta phải phát triển cái nông nghiệp hữu cơ này. Bước đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì cũng đã thực hiện và xuất hiện một số các mô hình về coi như là sản xuất hữu cơ. Bởi vì chủ trương của thành phố là hàng năm đều tổ chức các cái hội nghị kết nối cung cầu. Mục tiêu của những hội nghị đó là làm cho những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với nhau, tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp lẫn nhau, tạo ra cái giá trị phục vụ càng ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng với cái tiêu chí là an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành mới chỉ là bước đầu, sản xuất nông nghiệp vẫn ở quy mô nhỏ, chưa thực sự nhìn thấy tính liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ thế, còn là những rủi ro về thiên tai, thời tiết, biến đổi khí hậu. Vì vậy, tái cơ cấu là một quá trình dài, đòi hỏi có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, cũng như những nguồn lực đầu tư tương xứng với sự phát triển. Có 3 cái nhóm chính sách ưu đãi, là về cái một là về cái hỗ trợ đất đai, hỗ trợ các cái đầu tư sản xuất, giảm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, và hỗ trợ cái vốn vay, vốn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch cho các cái tổ chức, cá nhân để có nhiều cái hỗ trợ để tiếp tục có cái đầu tư nhiều hơn về cái các cái mô hình, các dự án tại các cái vùng cái đầu tư để phát triển nông nghiệp cao. Nhiệm kỳ mới, cùng với sự phát triển đi lây và hội nhập của nông nghiệp hiện đại, Đà Nẵng xác định tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, chú trọng thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng phát triển các chuỗi liên kết sản xuất nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa phương, khu vực, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu gắn với xây dựng chương trình nông thôn mới và đề án mỗi xã một sản phẩm.